Sau đây, Yotam Ngọc Tuyết xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy phun sương khuếch tán tinh dầu mini sử dụng cổng sạc USB để lấy điện. Thì cái bộ máy sạc USB này trên thị trường thường có hai loại. Loại là nó đi kèm cục sạc zin từ nhà sản xuất, và một loại là chỉ có cáp sạc. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Đầu tiên là chúng ta sẽ cắm vào, rồi sau đó cái này sẽ cắm trực tiếp vào ổ điện. Tôi bóp giữa cái máy phun mini này á, thì là nó có hai chế độ phun, một phun đèn, một phun không có đèn thôi. Đầu tiên ta mở ấn giữa cái này, chúng ta sẽ mở ra được một cách rất là dễ dàng. Có hai cái khớp giữa để giữ lại cái nắp, đóng lại, mở cái nắp giữa. Khay chứa của cái máy phun USB này chứa khoảng 40 ml nước với công suất phun 8 ml nước một giờ. Chúng ta có thể cho nước vào khay. Trong này có một cái thanh kim loại, các bạn có thể thấy. Đây là khay thanh kim loại đo mực nước. Nếu nước mà phun dưới thanh kim loại này thì máy sẽ tự ngắt. Lúc đó nó sẽ báo chớp đỏ. Đây, mình báo các bạn biết là hết nước thì có thể tiếp nước vào. Máy phun công suất từ 3 đến 4 tiếng. À, bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn thấy. Đúng là nguồn điện cắm sau lưng của nó. Máy này ở dưới là phần quạt. Phần quạt làm mát ở dưới, nên các bạn để trên cái mặt phẳng, đừng có cho tiếp xúc với những cái mà để mặt bề mặt mà nó không thoáng, vậy thì nó sẽ gây nóng máy. Giờ cũng phun nút bên phải là phun, mình thấy khói rất là dày. Nút bên trái là đèn. Tại phun không đèn tùy mình. Chỉnh màu hả? Giữ để mà tắt đèn. À, chọn đèn liên tục, chọn đèn. Chọn đèn tùy thích, tùy màu mình thích. Máy chỉ có hai chế độ phun, một đèn, một phun một không đèn thôi. Còn do là tính năng là USB nên nó sẽ hạn chế chức năng hơn nhiều, nhưng mà được cái là máy nhỏ gọn, cao chưa được găng tay, nhỏ gọn, dễ di chuyển, đồng thời tích hợp cổng sạc USB. Máy có thể sạc trực tiếp vào ổ điện hoặc qua laptop, xe ô tô, cổng sạc trên USB cho xe ô tô, hay thậm chí cả cục sạc dự phòng. Nó rất thích hợp cho những người hay di chuyển. Đặc biệt là những người mà hay tập yoga, thiền á, thì cái này thì là vô cùng lợi hại. Nó có thể theo bạn đi khắp nơi, bất cứ chỗ nào mà bạn có thể luyện tập thiền hay yoga. Các bạn chỉ cần cho ít nước, nhỏ ít tinh dầu vào trong, tầm khoảng 2 đến 3 giọt thôi. Sau đó để nắp lại, bật chế độ phun là chúng ta có thể có một cái không gian tầm khoảng 10 đến 15 mét vuông, rất là thơm và thoải mái.
giúp chúng ta tĩnh tâm hay là tập trung vào công việc, không không quá là ảnh hưởng đến người khác nếu giả sử cái mùi đó mà người ta không có thích lắm. Máy rất là đa năng, các bạn có thể tích hợp nhiều cái đầu sạc USB hoặc là ổ cắm điện trực tiếp. Như vậy là chúng ta có thể biết được cách sử dụng của xài của máy USB, cái loại máy mà một anh đây là máy USB mà bán chạy nhất trên thị trường hiện nay, sử dụng công nghệ sóng siêu âm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.